trên trần thế này có ai cao trọng hơn? Ai cao trọng hơn là do an tiên hô. Trong cung lòng mẹ người đã đầy thân linh Chúa, người nên ngôn sứ cho tin mừng nước trời. Người được sai đi sang đồi pha núi. Đường nào quanh co bốn cho thằng đây. Cứu khổ người thành tâm. Nay mừng sinh nhật Thánh Gioan Tiên Hô. Xin chia phần nước trời con dân mọi nơi. Nơi dương gian này xin dẫn đường xin chỉ lối. Ngày mai khi cánh chung thiên đàng sướng vui. Trên trần thế này có ai cao trọng hơn? Ai cao trọng hơn là do an tiên hô. Trong cung lòng mẹ người đã đầy thân linh Chúa. Người nên ngôn sứ cho tin mừng nước trời. Người được sai đi, đi làm nhân chứng. Người được sai đi, chứng minh hào quang. Cứu độ và bình an. Nay mừng sinh nhật Thánh Gioan Tiên Hô. Xin chia phần nước trời con dân mọi nơi. Nơi dương gian này xin dẫn đường xin chỉ lối. Ngày mai khi cánh chung thiên đàng sướng vui. Trên trần thế này có ai cao trọng hơn? Ai cao trọng hơn là do an tiên hô. Trong cung lòng mẹ người đã đầy thân linh Chúa. Người nên ngôn sứ cho tin mừng nước trời. Người được sai đi sang đồi pha núi. Đường nào quanh co cũng cho thằng đây. Thành tâm. Nay mừng sinh nhật Thánh Gioan Tiên Hô. Xin chia phần nước trời con dân mọi nơi. Nơi dương gian này xin dẫn đường xin chỉ lối. Ngày mai khi cánh chung thiên đàng sướng vui. Trên trần thế này có ai cao trọng hơn? Ai cao trọng hơn là Gioan Tiên Hô. Trong cung lòng mẹ người đã đầy thân linh Chúa. Người nên ngôn sứ cho tin mừng nước trời. Người được sai đi, đi làm nhân chứng. Người được sai đi, chứng minh hào quang. Cứu độ và bình an. Nay mừng sinh nhật Thánh Gioan Tiên Hô. Xin chia phần nước trời con dân mọi nơi. Nơi dương gian này xin dẫn đường xin chỉ lối. Ngày mai khi cánh chung thiên đàng sướng vui. Ngày mai khi cánh chung thiên đàng sướng vui. Ngày mai khi cánh chung thiên đàng sướng vui. Tên tôi ngay khi tôi còn trong lòng mẹ. Chúa đã gọi tên tôi ngay khi tôi còn là bào thai tay người dưỡng nuôi. Gioan luôn tràn đầy ơn thánh thần. Người là
là vị tiền hô của đấng tối cao. Người dạt dào tình mến cao trọng hơn mọi phàm nhân. Người là vị ngôn sứ dọn đường cho Chúa ngự đến. Đường quanh co không ngay, nay làm cho hàng ngày. Bao nẻo đường cong queo, treo leo, nay sửa lại cho thăng, để đón trước vị cứu tinh. Gió an luôn tràn đầy ơn thánh thần, người là vị tiền mô của đấng tối cao. Người dạt dào tình mến cao trọng hơn mọi phàm nhân. Người là vị ngôn sứ dọn đường cho Chúa ngự đến. Trong lòng mẹ Chúa đã gọi tên tôi ngay khi tôi còn là bào thai, bào thai tay người dưỡng nuôi. Gió an luôn tràn đầy ơn thánh thần, người là vị tiền hô của đấng tối cao. Người dạt dào trọng hơn mọi phàm nhân. Người là vị ngôn sứ dọn đường cho Chúa ngự đến. Gió an luôn tràn đầy ơn thánh thần, người là vị tiền hô của đấng tối cao. Người dạt dào tình mến trọng hơn mọi phàm nhân. Người là vị ngôn sứ dọn đường cho Chúa ngự đến. Người là vị ngôn sứ dọn đường cho Chúa ngự đến. Tình Chúa bao la đã cho trần gian thánh Gioan. Hân hoan tâu lên khung ca ngợi mừng, mừng ngày sinh nhật của thánh Gioan. Nhờ lời cầu khấn thiết tha nguyện cầu cùng Chúa xót thương, giúp cho chúng con hiệp nhất yêu thương. Thánh Gioan khi chưa chào đời đã được mẹ Thiên Chúa đến thăm nuôi. Trong cung lòng ngày nhảy múa sướng vui, cất cao lời tạ ơn Chúa muôn đời. Hân hoan tâu lên khung ca ngợi mừng,
mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan. Nào cùng hợp tiếng hoan ca, cảm tạ tình Chúa bao la đã cho trần gian Thánh Gioan. Hân hoan tâu lên khung ca ngợi mừng, mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan. Nhờ lời cầu khấn thiết tha, nguyện cầu cùng Chúa xót thương, giúp cho chúng con hiệp nhất yêu thương. Thánh Gioan tiên tri dọn đường, sống phục vụ làm chứng ta yêu thương, luôn khiêm nhường hiền lành sống thắng ngay, chết cam trường làm nhân chứng tin mừng. Ngày sinh nhật của Thánh Gioan, nào cùng hợp tiếng hoan ca, cảm tạ tình Chúa bao la đã cho trần gian Thánh Gioan. Hân hoan tâu lên khung ca ngợi mừng, mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan. Nhờ lời cầu khấn thiết tha, nguyện cầu cùng Chúa xót thương, giúp cho chúng con hiệp nhất yêu thương. Thánh Gioan khi chưa chào đời đã được mẹ Thiên Chúa đến thăm nuôi, trong cùng lòng ngày nhảy múa sướng vui, cất cao lời tạ ơn Chúa muôn đời. Hân hoan tâu lên khung ca ngợi mừng, mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan. Nào cùng hợp tiếng hoan ca, cảm tạ tình Chúa bao la đã cho trần gian Thánh Gioan. Hân hoan tâu lên khung ca ngợi mừng, mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan. Nhờ lời cầu khấn thiết tha, nguyện cầu cùng Chúa xót thương, giúp cho chúng con hiệp nhất yêu thương, giúp cho chúng con hiệp nhất yêu thương, giúp cho chúng con hiệp nhất yêu thương. Con sẽ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quá thật bàn tay Chúa ở với nó, con sẽ lớn lên mạnh mẽ trong lòng. Từ trong hoang địa đã tỏ mình cùng Israel. Chúc tụng Đức Chúa đã vinh thăng và cứu chuộc dân người. Do anh sẽ là tiên tri của đấng tối cao, con sẽ đi trước Chúa mở lối cho người, gọi mời thay đổi đời vì nước trời này đang tới. Con sẽ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quá thật bàn tay Chúa ở với nó, con sẽ lớn lên mạnh mẽ trong lòng. Từ trong hoang địa đã tỏ mình cùng Israel. Con nguyện từ nay sám hối ngay và đổi thay cuộc đời, cho con xưng là con dân của đấng tối cao. Con khấn xin nước Chúa hiện vinh muôn đời và hồng ân cứu độ được lan rộng muôn muôn nơi. Con sẽ này rồi sẽ nên thế nào? Vì
quá thật, bàn tay Chúa ở với nó. Con trẻ lớn lên mạnh mẽ trong lòng, từ trong hoang địa đã tỏ mình cùng Israel. Con nguyện từ nay sám hối ngay và đổi thay cuộc đời, cho con xưng là con dân của Đấng Tối Cao. Con khấn xin nước Chúa hiện vinh muôn đời, và hồng ân cứu độ được lan rộng muôn muôn nơi. Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào, vì quá thật bàn tay Chúa ở với nó. Con trẻ lớn lên mạnh mẽ trong lòng, từ trong hoang địa đã tỏ mình cùng Israel. Con trẻ lớn lên mạnh mẽ trong lòng, từ trong hoang địa đã tỏ mình cùng Israel. Con trẻ lớn lên mạnh mẽ trong lòng, từ trong hoang địa đã tỏ mình cùng Israel. Con trẻ lớn lên mạnh mẽ trong lòng, từ trong hoang địa đã tỏ mình cùng Israel. Con trẻ lớn lên mạnh mẽ trong lòng. Chẳng hùng âm vang kim vọng ngân, lời người như thiên nắng bình minh sáng bừng lên qua màn đêm. Từ miền hoang vu đầy gió ngàn, vì ân tu sông kịp rừng hoang, trọn đời quên thân cứu tội nhân, sống cùng anh chết liệt quanh. Hãy giữa sang đường Chúa,
và xuống cô sâu lấp lửng. Hãy sửa sang đường chúa, đường cong lượn cung luôn cho thằng xứng đáng cười dây dây ơi. Có
ngài đến. Tên là Gioan. Ông trời, ông chẳng phải là Eli, cũng chẳng phải tiên tri. Ông chỉ là loan báo, ông chỉ đường lối tìm đến Chúa. Nào ai thân tin hay tin Đức Kitô? Tôi là tiếng kêu trong hoang địa, hãy giữ đường cho Chúa đi. Đấng rồi sẽ đến, người có trước tôi. Tôi không xứng đáng thời gian dài nơi. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý cộng đoàn phụng vụ cùng chúng con thưa nhi yêu quý, hôm nay toàn thể giáo hội mừng lễ trọng lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Chỉ Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và Thánh Gioan Tẩy Giả được mừng ngày sinh nhật, nghĩa là ngày các ngài chào đời. Còn các vị thánh khác thì mừng ngày sinh nhật ở trên trời. Và như vậy Thánh Gioan Tẩy Giả được mừng hai ngày. Ngày hôm nay ngày sinh ra ở trần gian và ngày sinh nhật ở trên trời. Ngày lễ trọng đặc biệt với Thánh Gioan Tẩy Giả như vậy vì Thánh Gioan Tẩy Giả là người dọn đường cho Đấng Cứu Thế, là người giới thiệu Chúa Giêsu chính là Đấng Kitô cho các môn đệ, là người mà Chúa Giêsu nói rằng trong số tất cả những người nam bởi người nữ sinh ra không ai trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Mừng lễ Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta cầu nguyện để mỗi người chúng ta cũng trở nên Gioan Tẩy Giả để làm chứng cho Đức Kitô, giới thiệu Chúa Giêsu cho nhiều người khác, giới thiệu bằng lời nói, giới thiệu bằng đời sống đức tin của chúng ta. Đặc biệt trong ngày lễ hôm nay, giáo giáp năm của giáo xứ mừng lễ Thánh Quan Thầy, trước khi bước vào thánh lễ của cung nghinh Thánh Quan Thầy từ nhà ông trưởng giáp cùng với các đoàn hội cùng với hai cha về để dâng thánh lễ giờ này, chúng ta cầu nguyện cho giáo giáp tuy đằng xa hơn so với các giáo giáp khác
nhưng mà giáo giáp luôn có tinh thần phục vụ, luôn có tinh thần hăng say cộng tác với giáo xứ trong những công việc chung, đặc biệt trong ngày mừng lễ Quan Thầy hôm nay. Cầu nguyện xin luôn bình an cho giáo giáp, cầu nguyện cho những người ân thân nhân của giáo giáp và những vị tiền nhân của giáo giáp đã qua đời, xin cho đón nhận vào trong đức hằng sống. Với tất cả tâm tình đó, chúng ta dâng lên Chúa qua thánh lễ đặc biệt này, để của lễ chúng ta được Thiên Chúa thương chấp nhận, mỗi người chúng ta hãy thành tâm sám hối tội lỗi của mình. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu son. Nội tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an vui thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu phần. Chúa ở bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng được Chúa thánh thần trong vinh quang được Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai Thánh Gioan Tẩy Giả đến chuẩn bị cho dân Chúa sẵn sàng đón Đức Kitô. Xin đồng ban cho các tín hữu được đầy tràn niềm vui của Thánh Thần, và xin hướng dẫn họ bước vào con đường cứu độ và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần,
nên muôn thuở muôn đời. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây. Hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý. Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ. Lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi. Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén, giấu tôi dưới bàn tay của Người. Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn, cất tôi trong ống tên của Người. Người đã phán cùng tôi, hỡi Israel, Người to là tôi chung của ta. Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang. Phần tôi đã nói, tôi vất vả luống công phí sức mà chẳng được gì. Nhưng sự thật đã có Đức Chúa minh xét cho tôi. Người dành sẵn cho tôi phần thưởng. Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng, Người là đấng nhào nặn ra tôi. Từ khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở thành người tôi chung, đem nhà Gia-cốp về cho Người và quy tụ dân Israel chung quanh Người. Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi. Người phán, nếu ngươi chỉ là tôi chung của ta để tái lập các chi tộc Gia-cốp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng cõi đất. Đó là lời Chúa. Tạo tác con từ lòng thân mẫu, nắn con trong tấm thân này, cất lên câu tán dương Ngài, tác lên thân con lạ lùng với bao nhiêu là kỳ công. Ta ơn Chúa, ta ơn Chúa đã dựng nên con thân là trong sách Công vụ Tông đồ. Khi đến Antiochia, miền Pisidia, ông Phaolô đứng giữa hội đường và nói: Sau khi truất phế ông Saul, Thiên Chúa đã cho ông David xuất hiện làm vua cai trị dân Israel. Người đã làm chứng về ông rằng: Ta đã tìm được David con của Jesse, người làm đẹp lòng ta,
và sẽ thi hành mọi ý muốn của ta. Từ dòng dõi vua này theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Israel là đấng cứu độ, là Đức Giêsu. Để dọn đường cho Đức Giêsu, ông Gioan đã lao giảng kêu gọi toàn dân Israel chịu phép rửa tỏ lòng sám hối. Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gioan đã tuyên bố: "Tôi không phải là đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa, đấng ấy đến sau tôi và tôi không đáng cởi dép cho người." Thưa anh em, là con cái thuộc dòng giống Abraham, và thưa anh em đang hiện diện nơi đây là những người kính sợ Thiên Chúa, lời cứu độ này được gửi tới Đức, lời gửi tới chúng ta. Đó là lời Chúa. Chị em và tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zacharia mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: "Không, phải đặt tên cháu là Gioan." Họ bảo bà: "Trong họ hàng của bà chẳng ai có tên như vậy cả." Rồi họ làm hiệu hỏi người cha xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gioan." Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc đấy miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giô-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?" Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cộng đoàn phụng vụ, các em thiếu nhi thân mến, với bản tin mừng chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy em bé được sinh ra và người ta đặt tên, và cha mẹ quyết định đặt tên cho cậu là Gioan. Theo nghĩa của tiếng Do Thái, Gioan có nghĩa là Thiên Chúa rủ thương. Chẳng hạn mình muốn đặt tên con mình tên đẹp để hy vọng con mình sau này giỏi giang, xinh đẹp, tài giỏi, mình đặt tên là Tuấn chẳng hạn. Hay cái con gái thì đặt tên là Lan cho đẹp, phải không? Hay là Hồng, đấy, mang một ý nghĩa vậy đấy. Hay là muốn con cái mình khỏe mạnh thì đặt tên là Hùng Dũng đấy.
Mỗi tên có một cái nghĩa. Gioan thì có nghĩa là Thiên Chúa rủ thương. Và qua bài tin mừng chúng ta nghe thấy tại sao bố mẹ này quyết định đặt tên con là Gioan, mà trong khi đó cả họ hàng chẳng có ai tên như vậy cả. Thế bây giờ mình bố mình họ Vũ thì mình đặt con cũng phải họ Vũ, bố họ Nguyễn cũng phải đặt họ Nguyễn. Đây bố đang Zakaria và đặt con là Gioan. Và chắc chắn thì chúng ta cũng hiểu lý do rồi, vì bài tin mừng này nối kết với phần trước đó nữa. Khi sứ thần truyền tin báo cho gia đình Zakaria và bà Elizabeth sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, thì ông Zakaria là không tin. Thế là ông đã bị cầm từ lúc đó. Sở dĩ ông không tin là vì sao thưa cộng đoàn? Vì lúc đấy ông già lắm rồi, mà bà ấy lại là người son sẻ, tức là người không thể sinh con. Hai ông bà già lắm rồi mà bây giờ tự nhiên bảo là chuẩn bị sinh một người con trai, thì xét theo nghĩa tự nhiên thì ông không tin và ông đã phải bị cầm. Và rồi chúng ta đấy, chúng ta thấy đấy, Gioan được Chúa rủ lòng thương. Cha đã già, mẹ thì son sẻ, giờ đây Ngài đã được thụ thai trong lòng mẹ, đúng như vậy. Và khi sinh con ông ra, ông Zakaria và bà Elizabeth làm như đúng lời sứ thần nói, đặt tên cháu là Zakaria. Và khi đặt đúng tên như vậy thì ông lập tức nói được. Mọi người thì bỡ ngỡ không hiểu, nhưng chắc chắn hai ông bà hiểu được, bởi đứa con của mình được Chúa rủ thương, nhờ ơn của Chúa. Thưa cộng đoàn phụng vụ, trở về với ngày ý nghĩa của ngày lễ mừng Thánh Gioan, sinh nhật của Thánh Gioan Tiền Hô hôm nay, chúng ta thấy như đầu lễ cha chủ tế cũng có nói, trong số những người nữ sinh ra, trong những người nam mà được mẹ sinh ra, chẳng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Ông cao trọng mà đến nỗi chúng ta thấy trong liên lịch phụng vụ của chúng ta chỉ có 3 ngày lễ mừng sinh nhật thôi. Sinh nhật Đức Giêsu và vào ngày lễ Noel ấy, 25 tháng 12. Rồi sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria là vào ngày mùng 8 tháng 9. Và sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả bình thường sẽ kính đúng ngày vào ngày 24 tháng 6 là ngày mai. Nhưng mà hôm ngày mai vì trùng với lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng là lễ trọng, lễ kính Chúa, cho nên là lễ mừng sinh nhật của Thánh hôm nay sớm một ngày. Mà chính vì sớm một ngày cho nên là có lẽ niềm vui của chúng ta nhân lên khi cùng với lễ giáo giáp năm chúng ta mừng lễ Quan Thầy vào ngày thứ năm lễ Thiếu Nhi Thánh Thể, kèm đi lễ đông mà đẹp như thế này, niềm vui được nhân lên. Và quả thực hôm nay là một ngày lễ trọng, thưa cộng đoàn phụng vụ, ngày lễ trọng, và thêm phần sốt sắng, thêm niềm vui, và chắc chắn cũng thêm ơn Chúa khi vào trùng vào ngày thứ năm, ngày lễ dành cho các em thiếu nhi, cho nên cộng đoàn chúng ta hôm nay rất là đông vui. Vâng, Thánh Nhân là người cao trọng, được mừng sinh nhật. Tại sao Ngài lại cao trọng như vậy? Vì thưa cuộc đời và sứ mạng của Thánh Gioan gắn liền với cuộc đời và sứ mạng của Chúa Giêsu, nên giáo hội có lý do sắp đặt việc mừng sinh nhật của vị tiền hô của Đấng Cứu Thế trở thành một lễ trọng trong liên lịch phụng vụ Công giáo chúng ta. Và chúng ta biết đấy, Thiên Chúa rủ lòng thương và ban cho cha mẹ của Ngài sinh người con là Gioan. Và Ngài thực sự là một con người kỳ diệu với một ơn gọi kỳ diệu. Và điều đó được chứng minh thêm cùng với lời đáp ca mà ca đoàn vừa hát: tạ ơn Chúa đã tạo nên con cách lạ lùng. Ơn của Chúa tạo nên Thánh Gioan và tạo nên cả mỗi người chúng ta cách lạ lùng. Thưa cộng đoàn phụng vụ, hiệp dâng thánh lễ mừng sinh nhật Thánh Gioan hôm nay và cùng với giáo giáp năm mừng kính Quan Thầy,
chúng ta qua việc suy niệm lời của Chúa, với ánh sáng lời của Chúa, với ngày lễ trọng mừng sinh nhật của Thánh Gioan Tiền Hô, chúng ta có thể rút ra được một vài điều gì đó giúp ích cho đời sống người Kitô hữu chúng ta chăng? Trước hết, chúng ta có thể cần phải xác tín lại niềm tin của mình với Chúa, tưởng tuyệt đối tương năng của Chúa. Mỗi người chúng ta sinh ra không tự dưng tự lành, không ngẫu nhiên, mà nằm trong chương trình và kế hoạch đầy tình yêu thương nhiệm màu của Thiên Chúa. Chúng ta là những con người nhỏ bé đây thôi, nhưng chúng ta được sinh ra, chúng ta được hiện diện trên trần gian này không ngẫu nhiên, nhưng là nằm trong chương trình và kế hoạch đầy yêu thương nhiệm màu của Thiên Chúa. Chúng ta tin tưởng và xác tín như thế thì cuộc đời người Kitô hữu chúng ta sẽ thêm rất nhiều ý nghĩa. Như thế chúng ta cũng biết yêu thương chính bản thân mình. Như thế chúng ta cũng biết quý trọng yêu thương anh chị em chung quanh, vì tất cả chúng ta là những con người được tạo dựng trong tình yêu thương và sự chúc lành của Chúa qua cha mẹ của chúng ta. Và chúng ta biết thấy như Thánh Gioan, có bàn tay của Chúa can thiệp. Và khi nghe bài tin mừng ngày hôm nay, ai nghe rồi cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em, cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Chúng ta đã được nghe rất nhiều về Thánh Gioan Tiền Hô của chúng ta, người đi trước sửa lối, sửa đường cho dân chúng, sửa dọn tâm hồn để đón Chúa cứu thế. Và vì thế, khi chúng ta xác tín được có bàn tay Thiên Chúa can thiệp trên cuộc đời của Gioan cũng như cuộc đời của mỗi chúng ta, thì chúng ta hãy biết tôn trọng sự sống, quý trọng thai nhi ngay từ khi được thụ thai trong lòng mẹ. Tôn trọng, bảo vệ sự sống ngay từ khi bắt đầu được thụ thai trong lòng mẹ. Và chúng ta đã thấy điều kỳ diệu tuyệt vời khi ông Thánh Gioan của chúng ta lúc được thụ thai trong lòng mẹ 6 tháng, thì Đức Maria lúc đó cũng vừa được sứ thần truyền tin là sẽ cưu mang con Chúa Trời ở trong cung lòng của mẹ. Mẹ vội vã lên đường đi thăm bà Elizabeth. Và khi vừa gặp Đức Mẹ như vậy, hài nhi Gioan trong bụng bà Elizabeth nhảy mừng lên. Và mẹ bà Elizabeth mới nói, bởi đâu tôi được thân mẫu của Chúa tôi đến với tôi thế này. Tai tôi vừa nghe em chào thì đứa con trong bụng nhảy lên vì sùng sướng. Một sự tuyệt vời, một sự gặp gỡ, một sự màu nhiệm. Và chúng ta biết có bàn tay Thiên Chúa can thiệp trên cuộc đời của Thánh Gioan cũng như cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúa sẽ phù trợ chúng ta, để rồi chúng ta vững tin, không còn nghi ngờ, không còn thắc mắc. Không bao giờ chúng ta tin nửa chừng nửa vời. Không bao giờ chúng ta chỉ theo đạo khi vui, còn khi buồn hay khi không hài lòng thì chúng ta bỏ đạo, bỏ lễ, bỏ nhà thờ. Đừng bao giờ chúng ta chỉ theo đạo khi vui hay khi gặp những điều may lành. Không, chúng ta tin tưởng tất cả mọi sự diễn ra trong cuộc đời, trong cuộc sống của chúng ta có sự can thiệp và bàn tay uy quyền của Thiên Chúa. Thứ hai, qua ngày mừng lễ hôm nay để cùng với Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta hãy học nơi Ngài bài học về sự thật thà và khiêm tốn. Ngài thật thà ở chỗ người ta hỏi Ngài, ông có phải là đấng cứu thế không? Và Thánh Nhân trả lời, tôi không phải là đấng mà anh em tưởng đâu. Nên nhớ, lúc đó ông Thánh Gioan đang rất thành danh và có nhiều người đi theo ông. Nhưng ông đã rất thật thà nói rằng mình không phải là đấng cứu thế. Ông chỉ là người dọn đường cho Đức Giê-xu đấng cứu thế. Ông rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối. Khi hoàn thành thì ông rút lui. Có đấng đến sau tôi nhưng quyền thế hơn tôi không xứng đáng cúi xuống cởi quai dép cho Ngài. Một con người rất thật thà và khiêm tốn. Ngài luôn sống đúng với con người thật của mình.
Ngài là tiếng kêu trong hoàng địa, và Ngài chỉ đến dọn đường cho đấng cứu thế. Ngài nói Chúa đấng cứu thế phải lớn lên, còn Ngài phải nhỏ bé đi. Vì thế chúng ta hãy cùng học với thánh nhân bài học về sự thật thà và khiêm tốn, để rồi chúng ta biết sống đúng với con người của mình, sống đúng với vị trí, vai trò, sứ vụ, bổn phận, không vênh vang, không khoe khoang, không tự đắc. Chúng ta hãy học nơi thánh nhân và cũng là thánh bổn mạng của giáo dân năm chúng ta bài học thật thà và khiêm nhường. Sau cùng, chúng ta hãy học nơi thánh Gioan của chúng ta về gương đời sống chứng nhân. Chúng ta noi gương anh dũng kiên cường của thánh Gioan Tẩy Giả, sẵn sàng chết để bảo vệ chân lý, luân lý, nền tảng đạo đức gia đình. Thì chúng ta thấy Ngài đã ngăn cản một cuộc hôn nhân bất hợp pháp khi một người em mà lại đòi lấy chị dâu của mình làm vợ. Ngài đã kịch liệt phản đối, đó chính là vị vua Herode. Và chúng ta thấy kết quả cuối cùng, thánh nhân của chúng ta bị chém đầu. Và như đầu lễ cha chủ sự có nói, Ngài có hai ngày mừng: ngày 24 tháng 6 mừng ngày sinh nhật, và ngày 29 tháng 8 mừng ngày trảm quyết, sinh nhật trên trời của thánh nhân. Một con người dám tuyên xưng niềm tin, dám bảo vệ chân lý đến cùng dù phải chết. Chúng ta hãy học nơi Ngài bài học về sự kiên trung trong đức tin, bảo vệ đức tin của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Chúng ta cũng biết và dám trở nên chứng nhân cho Đức Kitô trong thời đại ngày hôm nay, khi chúng ta thấy thời đại ngày hôm nay dù là rất văn minh hiện đại nhưng lại kéo theo nhiều những tệ nạn xã hội và ảnh hưởng đến nền luân thường đạo lý trong gia đình. Chúng ta hãy noi gương thánh bổn mạng của chúng ta, noi gương thánh Gioan, để dám làm chứng nhân bảo vệ đức tin và luân lý. Đó cũng là điều mà chúng ta chứng tỏ lòng mến yêu và kính trọng vị đại tiên tri của Đức Giêsu Kitô. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con hồng ân sự sống, hồng ân đức tin và hồng ân được làm con của Chúa. Nhờ lời truyền cầu của Thánh Gioan, xin cho mỗi chúng con cũng biết nhận ra tình thương của Chúa trong cuộc đời của mỗi người Kitô hữu chúng con, và cách đặc biệt Chúa đã rủ thương ban Thánh Gioan cho gia đình Zacharia và bà Elizabeth, thì xin Chúa cũng rủ thương mỗi người Kitô hữu chúng con. Xin Chúa rủ thương và chúc lành cho mỗi em thiếu nhi của chúng con. Cách riêng xin Chúa chúc lành cho quý ông bà anh chị em giáo giam năm. Amen. Tôi tin kinh một Thiên Chúa, đang tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần. Thề với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thầm giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chịu khô hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời ngự bên hiệu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống.
Lời mời Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa. Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy: tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện Ân Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Anh chị em thân mến, Thánh Gioan có sứ mạng dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến trần gian để cứu độ loài người. Trong niềm hân hoan mừng sinh nhật của vị tiền hô, cùng với giáo giáp năm, chúng ta cùng dâng lên Chúa những tâm tình, những lời cầu xin sau đây. Chúa đã làm cho Thánh Gioan nhảy mừng vào trong lòng bà Elizabeth. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi thành phần trong Hội Thánh luôn vui mừng hoan hỷ, vì Chúa đã đến ở với loài người chúng ta. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã dùng lời nói và cuộc đời của Thánh Gioan mà chỉ cho nhân loại đường trở về với Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hàng giáo sĩ khi rao giảng lời chuông biết sống tinh thần nghèo khó của tin mừng như Thánh Gioan. Xin Chúa nhận lời chúng con. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các cộng đoàn và cá nhân nhận Thánh Gioan làm quan thầy, luôn làm tốt bổn phận trong đời sống thường ngày, không nhằm đề cao cá nhân nhưng để danh Chúa được rạng rỡ vinh quang. Chúa đã muốn dùng người phàm để rao giảng nước Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn giáo sư chúng ta, cách đặc biệt là giáo giáp năm chúng con, biết thực thi bác ai trong đời sống, khiêm tôn trong phục vụ và hiền hòa trong cung cách đối xử. Lạy Chúa, Thánh Gioan là chứng nhân trung thành và can đảm dọn đường cho con Chúa đến. Người đã yêu mến Chúa hết lòng và làm tròn trách nhiệm ngôn sứ. Xin cho chúng con biết noi gương thánh nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bye.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con đặt lễ vật này trên bàn thờ Chúa để long trọng mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan, vị tiền hô đã loan báo đấng cứu độ trần gian khi người sắp đến và rơi thiêu khi người xuất hiện, người hằng sống và hiền trì muôn đời. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy ta ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Cha Chi Thanh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con ta ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, chúng con ca ngợi những kỳ công Cha đã thực hiện nơi Thánh Gioan tiền hô. Cha đã thanh hiến người và cho người được vinh dự đặc biệt giữa các người thế. Chưa sinh ra người đã nháy mừng khi đấng cứu độ trần gian ngự đến. Lúc chào đời, người đã đem lại nhiều niềm vui. Người là vị ngôn sứ duy nhất chỉ cho dân chúng nhận ra Đức Kitô là chiên Thiên Chúa đến cứu độ trần gian. Hơn nữa, trong dòng sông Giô-đan, người đã làm phép rửa cho đấng thiết lập bi tích thanh tẩy để thanh hóa mọi người. Sau cùng, người đã sẵn lòng chịu chết để làm chứng cho Đức Kitô. Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả mà không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
tin là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Tôma, chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tội tớ Chúa là các đấng bậc tiền nhân, ân thân nhân của giáo giáp năm chúng con và các linh hồn mà chúng con có ý dâng lễ cầu nguyện hôm nay. Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông, bà, cha, mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, Thánh Gioan Tiền Hô, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa động lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thanh y Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Này Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
con chẳng đang chúa ngự vào nhà con, nhưng xin chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúa đây đâu đang chi mà người
từ nhà mẫu giáo ấy, thì lúc
vững trọng trách là phải thì ta cho thấy là cái sự cố gắng của giáo giác của ông giáo giác mới và còn trong giáo giác xa xôi cho đến các giáo giác khác thôi, nhưng mà giáo giác thì đang cố gắng không những cố gắng trong ngày lễ mà cố gắng trong suốt cả năm, ví dụ như là các cái phiên trực của giáo giác trong các thánh lễ và sáng ấy, thì cho thấy giáo giác cũng rất là tích cực từ ông trưởng giác cho đến có thể nói là nếu mà cái số lượng mà đi hát ấy nhiều nhất tính đến nghỉ lễ ra ví dụ có 30 người ở đây thì giáo giác có mấy chục gia đình thôi, nhưng mà có những người thì gia đình cả hai ông bà cả con đi hát trong cái trực buổi sáng nữa. Rồi có những thế cái phiên mà quét nhà thờ thấy thông tin rất là bé thì cái bà với mẹ lên quét nhà thờ cùng với hiền mẫu đấy. Rồi ông anh ra trường cũng vậy, cũng cộng tác để coi xe các công việc của giáo sứ ra đấy là giáo giác tuy làm ít nhưng mà cái sự cố gắng nhiều nhất để cùng cộng tác xây dựng cộng đoàn giáo sứ bằng điều đáng khen. Tôi thấy điều này mình một điểm soi các giáo giác khác thì rất là tốt, nhưng mà đây là người xa này, thứ hai là ít người mà giáo giác đã cố gắng như vậy thì nên mình cũng có thể hôm nay giáo sứ đưa lên để mình một cái sự khích lệ giáo giác và giáo giác cố gắng hơn nữa, điều đó chúng ta sáng lên Chúa thì chúng ta cùng cộng tác với nhau xây dựng đại chúng một cách tốt đẹp hơn. Và cuối cùng xin được một chúc mừng chào mừng các chúc mừng và một tràng có tay để thông tin cảm ơn giáo giác sau lễ thứ nhất là lấy quà chúng có được